Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Hỡi đoàn bé nhỏ, các con đừng sợ, vì Cha các con đã vui lòng ban nước trời cho các con. Các con hãy bán những của các con có mà bố thí, hãy sắm cho các con những túi không hư nát và kho tàng không hao mòn trên trời, là nơi trộm cướp không lai vãng và mối mọt không làm hư nát. Vì kho tàng các con ở đâu thì lòng các con cũng ở đó. Các con hãy thắt lưng, hãy cầm đèn cháy sáng trong tay, và hãy làm như người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về gõ cửa thì mở ngay cho chủ. Phúc cho những đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức. Thầy bảo thật các con, chủ sẽ thắt lưng, đặt chúng vào bàn ăn và đi lại hầu hạ chúng. Nếu canh hai hoặc canh ba chủ trở về mà gặp thấy như vậy, thì phúc cho các đầy tớ ấy. Các con hãy hiểu biết điều này là, nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, ắt sẽ tỉnh thức, không để nó đào ngặt nhà mình. Cho nên các con hãy sẵn sàng, vì giờ nào các con không ngờ thì con người sẽ đến. Phêrô thưa người rằng: Lạy Thầy, Thầy nói dù ngôn đó chỉ về chúng con hay về mọi người? Chúa phán: Vậy con nghĩ ai là người quản lý trung tín khôn ngoan mà chủ đã đặt coi sóc gia nhân mình, để đến giờ phân phát phần lúa thóc cho họ? Phúc cho đầy tớ đó, khi chủ trở về thấy nó đang làm như vậy. Thầy bảo thật các con, chủ sẽ đặt người đó trông coi tất cả gia sản mình. Nhưng nếu đầy tớ ấy nghĩ trong lòng rằng: Chủ tôi về muộn, nên đánh đập tớ trai tớ gái, ăn uống say sưa, chủ người đầy tớ ấy sẽ về vào ngày nó không ngờ và giờ nó không biết. Chủ sẽ loại trừ nó và bắt nó chung số phận với những kẻ bất trung. Nhưng đầy tớ nào đã biết ý chủ mình mà không chuẩn bị sẵn sàng và không làm theo ý chủ thì sẽ bị đòn nhiều. Còn đầy tớ nào không biết ý chủ mình mà làm những sự đáng trừng phạt thì sẽ bị đòn ít hơn. Vì người ta đã ban cho ai nhiều thì sẽ đòi lại kẻ ấy nhiều, và đã giao phó cho ai nhiều thì sẽ đòi kẻ ấy nhiều hơn. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Vì kho tàng của anh em ở đâu thì lòng trí anh em cũng ở đó. Tiền vàng ở đâu thì tâm trí ở đó. Lo lắng cũng ở đó, quan tâm cũng ở đó. Nếu ta đang quan tâm đến của cải trần thế hơn nước trời, thì lòng trí của chúng ta xa rời Chúa. Nếu ta đang quan tâm nước trời, thì lòng trí của ta thanh thoát với những dính bén trần tục này, thanh thoát với của cải, thanh thản trong tâm hồn và không vướng mắc hoặc khó vướng những bợn nhơ của tội lỗi. Khi nghe Chúa kể dụ ngôn về người đầy tớ sẵn sàng tỉnh thức, thì ông Phêrô mới hỏi Chúa: Lạy Chúa, Chúa nói dụ ngôn này cho chúng con hay là cho mọi người? Chúa đáp: Vậy thì ai là người quản gia trung tín khôn ngoan mà ông chủ sẽ đặt lên coi sóc kẻ ăn người ở để cấp phát phần thóc gạo cho đúng giờ đúng lúc? Là quản lý trung tín khôn ngoan, người ta phải biết chia sẻ. Chúa đã ban sức lực, tài năng, sức khỏe không phải là để chúng ta ích kỷ vun quén cho bản thân, nhưng để chúng ta dùng mà phục vụ cho anh chị em. Người có của thì mắc nợ người nghèo, người có tài thì mắc nợ xã hội, nghệ sĩ thì mắc nợ khán giả, giám đốc thì mắc nợ công nhân,
bác sĩ mắc nợ bệnh nhân, linh mục mắc nợ giáo dân, cha mẹ mắc nợ con cái. Người có nhiều tài năng thì nợ càng nhiều, vì hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều hơn, và ai đã được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn. Vì vậy, để trở thành người quản lý khôn ngoan, mỗi người tín hữu phải biết dùng những gì mình đang có, tài năng, sức khỏe, của cải vật chất hay tất cả những gì mà Chúa ban cho, dùng nó như là phương tiện để hướng thiện, để phục vụ tha nhân, để mưu cầu lợi ích cho phần rỗi của mình cũng như phần rỗi của anh chị em. Người ta dễ có cám dỗ sai lầm là mình còn khỏe mà, mình còn lâu mới chết, Chúa đã gọi tên mình đâu, nên cần chi phải vội, cần chi phải vội. Tiền vàng của cải vật chất đời này cứ tích trữ, đất đai cứ vun quén, cứ ki bo bảo thủ cho riêng mình, đâu biết rằng ảo ảnh trần gian là quán trọ, rực rỡ thiên đàng mới phúc vinh. Mọi thứ ở trần gian có đó rồi mất đó, đến trần gian với hai bàn tay trắng thì ra đi khỏi trần gian này chúng ta cũng vẫn trắng hai bàn tay, nếu như mình không biết tích phúc tích đức cho mình. Cứ nhìn vào những người quá cố, chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra, với người đã chết thì nhà bé nhà to cũng chẳng phải là nhà của mình nữa rồi. Tiền nhiều tiền ít cũng nằm trong tay người khác. Xe đẹp xe sang người khác lái, mọi thứ ta sắm người khác xài, đất đai nhà cửa người khác ở, gom góp cả đời rồi cũng rời thế giới này mà thôi. Lời Chúa hôm nay nhắc nhở mỗi chúng ta về sự chóng qua của thế gian và về chính cuộc đời của mỗi người chúng ta. Vì thế, mỗi người tín hữu phải học và trở nên người quản lý trung tín và đầy khôn ngoan của Chúa. Thay vì chỉ tích trữ thì biết chia sẻ, thay vì chỉ biết ki bo vun quén bùn xỉn keo kiệt thì biết mở rộng bàn tay, mở rộng tấm lòng để biết cho đi. Thay vì sống trác táng tội lỗi thì biết ăn năn sám hối và đổi đời. Thay vì chỉ nghĩ đến mình thì cũng biết mở rộng lòng hơn đối với tha nhân. Thay vì là kẻ ác nhân thì trở nên người nhân đức. Lạy Chúa, xin giúp chúng con sửa chữa những sai lầm nơi cuộc đời, và xin cho mỗi người chúng con cũng biết dùng của cải, sức khỏe, tài năng, vật chất Chúa ban để làm sinh ích cho phần rỗi của chính chúng con và cho mọi người. Amen.